Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 27 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Câu lạc bộ hưu trí huyện Vĩnh Tường tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc xét xử lưu động hai vụ án hình sự tại xã Đồng Cương. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã cờ đầu của ngành Kiểm sát Vĩnh Phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 12, Câu lạc bộ hưu trí huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 và thông tin cho hội viên về tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Lê Chí Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Năm 2014, Câu lạc bộ hưu trí huyện đã kiện toàn, kết nạp mới được 13 hội viên, nâng tổng số thành viên trong câu lạc bộ lên 131 đồng chí. Các hội viên gia nhập câu lạc bộ đều đảm bảo tiêu chuẩn điều lệ, tham gia sinh hoạt, nắm bắt đầy đủ các thông tin về thời sự chính trị, đồng thời tích cực ủng hộ chương trình xây dựng nông thôn mới. Các nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ. Ngoài ra, câu lạc bộ còn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động tình nghĩa, văn hóa thể thao, góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn hội viên làm tốt các cuộc vận động, thực hiện sống khỏe, sống có ích, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Năm 2015, câu lạc bộ hưu trí huyện sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền, kết nạp thêm hội viên mới. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động của câu lạc bộ. Cũng tại hội nghị, hội viên câu lạc bộ hưu trí huyện còn được nghe lãnh đạo huyện ủy thông báo khái quát những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, huyện Vĩnh Tường nói riêng trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Xí nghiệp thủy lợi Tam Dương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tưới tiêu năm 2014, triển khai kế hoạch tưới tiêu năm 2015 và phương án chống hạn vụ chiêm xuân, chống úng vụ mùa năm 2015. Năm 2014, xí nghiệp thủy lợi Tam Dương được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Liên Sơn giao phục vụ tưới tiêu cho trên 9.000 hecta diện tích gieo trồng và 3 vụ của 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Xí nghiệp hiện đang quản lý 18 km kinh mương tả ngạn, trên 19 km kinh nhánh và trên 700 km kinh mương nội đồng. Quản lý vận hành 32 trạm bơm nhỏ và trạm bơm tưới bình hòa gồm 3 tổ máy. Quản lý 22 hồ trữ nước và trên 140 cống tưới tiêu lớn nhỏ. Để hoàn thành tốt kế hoạch tưới tiêu năm 2014, xí nghiệp thủy lợi Tam Dương đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trạm thủy lợi cơ sở làm tốt công tác điều tiết nước hợp lý, tránh lãng phí, chỉ đạo các trạm thủy lợi cơ sở thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và sửa chữa kịp thời những sự cố công trình hư hỏng, thực hiện chế độ duy trì, kiểm tra thường xuyên đối với các công trình thủy lợi, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét kinh mương, khơi thông dòng chảy. Tại hội nghị, xí nghiệp thủy lợi Tam Dương đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014. Nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng nghe và nói tiếng Anh, đồng thời giúp học sinh phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo trong phương pháp học ngoại ngữ, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã tổ chức buổi học ngoại ngữ với chủ đề Ngày hội tiếng Anh cho toàn thể học sinh trong nhà trường. Các em học sinh đã thể hiện nhiều câu chuyện cổ tích, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc bằng tiếng Anh, vận dụng được những kiến thức, kỹ năng nói, giao tiếp, phản xạ bằng tiếng Anh. Đây là một sân chơi bổ ích, thiết thực và đầy ý nghĩa, là cơ hội để các em học sinh trải nghiệm những kỹ năng tiếng Anh, giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn trong quá trình học tập, giao tiếp bằng tiếng Anh và thêm yêu thích môn ngoại ngữ này. Tại xã Đồng Cương, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Trần Văn Ngọc sinh năm 1976, Hà Văn Tứ sinh năm 1969 và tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Nguyễn Văn Trường sinh năm 1974. Theo cáo trạng, vào 20 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2014, bị cáo Trần Văn Ngọc sinh năm 1976 và Hà Văn Tứ sinh năm 1969 hiện đang trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29Z1-04737 đến thôn 3, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, cùng bằng cách và trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda đỏ đen,
biển kiểm soát 32-314-K8 trong một đám tang, rồi đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Ngọc 1 năm 3 tháng tù, bị cáo Hà Văn Tứ 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Cũng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Yên Lạc đã áp dụng khoản 2 điều 104 điểm P khoản 1 điều 46 khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự tuyên phạt Nguyễn Văn Trường, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1974, trú tại thôn Cửa Đồng, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích tổn hại cho chị Trần Thị Nga là vợ của bị cáo với mức thương tổn ở mặt là 22%. Là lá cờ đầu của ngành kiểm sát Vĩnh Phúc, trong những năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và nhiệm vụ của ngành, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng chương trình công tác, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua, thực hiện lời dạy của Bác. Mỗi cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức cán bộ luôn được củng cố, tăng cường. Bố trí phân công cán bộ phù hợp với khả năng, năng lực của từng người, qua đó phát huy được chất lượng, hiệu quả ở từng lĩnh vực công tác. Năm 2014, đơn vị đã thực hiện tốt việc nắm, quản lý và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm của cơ quan điều tra công an. Phối hợp với cơ quan điều tra phân loại tội phạm, giải quyết kịp thời gần 300 tin, đạt trên 96%, chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm chắc tiến độ điều tra, những tình tiết phát sinh mới, triển khai mở sổ tay kiểm sát viên, sổ thụ lý yêu cầu điều tra, đồng thời duy trì chế độ họp liên ngành nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, đảm bảo có căn cứ và đúng pháp luật. Do vậy, chất lượng công tác kiểm sát điều tra đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2014, viện đã tiến hành truy tố 172 vụ án hình sự với 257 bị can. Bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua việc xử lý các vụ án hình sự, các viện kiểm sát còn kết hợp tuyên truyền pháp luật, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tham mưu đề xuất các giải pháp xử lý nhiều vụ việc phức tạp về lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh tế, đảm bảo đúng pháp luật. Nhiều năm liền, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên được công nhận là lá cờ đầu của ngành kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2006 và năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 và hạng 2. Năm 2008 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, xử lý nghiêm minh các cái vụ án hình sự, đồng thời xử lý đúng pháp luật, kịp thời các tranh chấp về hành chính, dân sự và kinh doanh thương mại. Từ đó đã đảm bảo cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố được bảo đảm. Sự ghi nhận của các cấp các ngành là động lực để mỗi cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương mà Đảng và nhân dân tin yêu giao phó. Phần cuối chương trình sẽ là những hình ảnh về đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 115 năm thành lập đô thị Vĩnh Yên và đón nhận đô thị loại 2 tại phường Hội Hợp. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Gần 130 diễn viên không chuyên của 12 khu dân cư đã tham gia biểu diễn 24 tiết mục văn nghệ mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Vĩnh Yên anh hùng. Với sự chuẩn bị chu đáo, đêm giao lưu đã thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ. Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu để lại ấn tượng trong lòng người xem. Đêm giao lưu là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, tạo không khí tự hào, vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Kết thúc đêm giao lưu, ban tổ chức đã trao giải cho các câu lạc bộ văn nghệ có thành tích xuất sắc.